Xui quá nè mày, thì bảy bìm bẹp mà dính cái con này nè. Trồn gì đây không biết nè. Cáo mèo, trồn mèo gì nè. Má quậy banh lứ luôn à. Đập mấy cây này nè. Bìm bẹp lại tới rồi nó đứng đây nè. Đâu nó ban ra dính nó luôn. Ghê quá. Này quái con mèo. Trồn cáo vậy anh em ơi, trồn cái gì á, trồn gì không biết nữa. Bảy bìm bẹp mà nó trong cái đám gừng sậy này nó nghe tiếng nhái á, nó ban ra anh em. Rồi nãy định để sống mình quay rồi mà nó dở lưới ra nè. Mình gỡ lưới ra, bắt nó kiếm ai cho coi. Hàng chi nãy giờ con mềm bẹp nó quằn hoài nó không dám xuống mà. Gỡ lưới không được luôn nè. Không biết nó là con gì luôn. Gỡ lưới lên đi rồi tính. Bảy con bẹp mà nó ban lại anh em. Hèn chi con bẹp đứng đây hoài mà nó không dám xuống, nó quằn tới quằn lô, quằn tới quằn lô hoài, nó nhảy lên cây, nhảy lên đọt, nhảy xuống tới đây rồi. Nghe đập một cái hộp mà mình tưởng nó dính bìm bẹp. Nghe đi lại thấy đang mông mà. Rồi có cái gặp đập ngay bể cái đầu luôn, nó tung lưới nè. Biết con này kêu con gì nữa. Y như con cọp con luôn anh em. Giờ đi kiếm ai cho chứ. Thôi chào anh em nha. Giờ mình đi kiếm người ta cho rồi mình đi bẫy mình bịa tiếp anh em ơi. Bye bye anh em nha. Anh em nào thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nghe anh em. Bảy bìm bẹp mà dính trồn cáo, trồn gì không biết nữa, con này con gì nha anh em. Chào anh em nha, bye bye anh em nha.